Lục thân của mình thì gồm có phù mẫu, huynh đệ, tử tôn, thế tài và quán quỷ. Thì cái chúng ta cần phải có một số cái khái niệm ban đầu để làm quen như sau. Đầu tiên chúng ta biết ta, đầu tiên phải xác định ta. Ta tính là ngũ hành của quẻ, gốc gọi là ngũ hành của quẻ gốc là ta. Và sau đó chúng ta sẽ dùng các cái địa chi của từng cái hào, chúng ta so với ngũ hành của quẻ gốc thì chúng ta sẽ biết được các cái lục thân của từng hào là như thế nào. Rồi sinh ra ta là phù mẫu, sinh ra ta là phù mẫu. Rồi ta sinh ra, tức là cái mà ta sinh ra sẽ là tử tôn. Ta sinh ra là tử tôn. Rồi ta khắc, tức là cái mà ta sẽ khắc là thế tài, tức là thế tài sẽ bị mình khắc. Và cái mà khắc ta, tức là ta sẽ bị khắc á, là quán quỷ, tức là quán quỷ sẽ là cái mà khắc ta. Chúng ta cần biết những cái này. Rồi cùng ngũ hành với ta là huynh đệ, cùng ngũ hành với ta là huynh đệ. Vậy chúng ta biết rằng là người sinh ra ta là phù mẫu, đúng không? Rồi ta sinh ra là tử tôn. Rồi cái mà ta khắc là thế tài, cái khắc ta là quán quỷ, và cùng ngũ hành với ta là huynh đệ. Và khi biểu diễn thành một cái vòng tròn giống như cái vòng ngũ hành tương sinh thì ta sẽ có như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ có huynh đệ, đó là huynh đệ, tức là cùng ngũ hành với ta thì gọi là huynh đệ. Rồi tiếp theo đó là tử tôn, huynh đệ sẽ sinh tử tôn. Rồi tử tôn thì sẽ sinh thế tài, rồi thế tài thì sẽ sinh quán quỷ, rồi quán quỷ sẽ sinh phù mẫu, và cuối cùng phù mẫu lại sinh huynh đệ. Đây là một cái vòng tương sinh. Huynh đệ sinh tử tôn sinh thế tài sinh quan quỷ sinh phù mẫu lại sinh huynh đệ. Và tương tự như vậy, nó cũng sẽ có một cái vòng tương khắc. Huynh đệ sẽ khắc thế tài thì sẽ khắc phù mẫu thì sẽ khắc tử tôn, và tử tôn thì sẽ khắc quan quỷ, cuối cùng là quan quỷ lại khắc huynh đệ. Đây chính là cái vòng tương sinh và tương khắc đối với cái lục thân của chúng ta. Lưu ý luôn luôn là ta là cùng ngũ hành với huynh đệ, và ta chính là cái ngũ hành của quẻ gốc. Chúng ta biết cách tính cái quẻ gốc rồi, tức là thuộc gia đình nào đó, gia đình thuần càn hay gia đình thuần khôn, thì là đó là quẻ gốc. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái này để chúng ta án cái lục thân. Cái sau này các bạn quen thì án rất là đơn giản, nhưng mà cái thời gian đầu thì các bạn sẽ án mà hơi khó một chút xíu. Chúng ta sử dụng cái này là phần nhiều. Bây giờ mình sẽ lấy một ví dụ ha. Lấy một ví dụ như là quẻ địa thiên thái đi. Địa thiên thái, đúng không? Với địa thiên thái, ví dụ như ra một quẻ như thế này, thì cái đầu tiên của mình sẽ làm đó là gì? Tìm ngũ hành quẻ gốc, tìm thể ứng, an thiên can, an địa chi, rồi đến an cái lục thân này. Nhưng mà cái thiên can thì đôi lúc mình cũng không cần an, bởi vì mình không sử dụng đến nó nên mình không cần an cái thiên can, mình tạm thời mình bỏ qua. Thì bây giờ có một quẻ như vậy thì đầu tiên mình sẽ phải là tìm thể ứng, tìm quẻ gốc là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa đó là an địa chi, và cái thứ ba nữa đó là an cái lục thân. Mình sẽ làm ba cái bước đó. Bước đầu tiên là mình tìm thể ứng và ngũ hành của quẻ gốc, thì đây là quẻ địa thiên thái, đúng không ạ? Thì chúng ta dùng cái biến tay, đúng không ạ? Địa thiên thái, đúng không? Biến hào 1 thì trên dưới chưa giống, biến hào 2 trên dưới chưa giống, biến hào 3
vì nó ba thì chúng ta thấy đang trên dưới là giống nhau rồi đúng không ạ? Như vậy là địa thiên thái là ngũ hành là thuộc họ nhà là thuần khôn, đúng không? Là họ nhà thuần khôn và họ thể là họ ba. Như vậy ở đây là thể là ba, thể ba thì là ứng sáu, gia đình này là gia đình thuần khôn, khỏe này là thuần khôn, mà thuần khôn thì có phải ngũ hành là thổ không ạ? Rồi như vậy bước đầu tiên là chúng ta đã tìm được ngũ hành của khỏe gốc, tìm được học thể hào ứng. Đến bước thứ hai chúng ta sẽ án cái địa chi vào, mà mình sẽ án nhánh cái địa chi luôn ha. Bởi vì đây là hà quải của quẻ thuần can, thì hà quải của quẻ thuần can là Kỷ Dần Thìn. Rồi trên này là thường quải của quẻ thuần khôn, thường quải của quẻ thuần khôn là Sửu Hợi Dậu ha. Rồi như vậy là bước thứ hai chúng ta an được cái địa chi. Thế những ai chưa lành an cái địa chi thì các bạn xem lại cái bài cũ ha, để chúng ta biết được cách an địa chi. Rồi bước tiếp theo là chúng ta sẽ án cái lục thân. Án cái lục thân thì đối với các bạn mới á thì các bạn sẽ như làm như thế nào cho mình. Đương nhiên các bạn mà rành rồi thì mình không nói nhé, mà ở đây mình hướng dẫn cho các bạn mới thôi. Là có án ghi sẵn Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tý, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. À, nhưng ai mà các bạn biết được cái ngũ hành của từng cái địa chi rồi thì các bạn không cần phải biết thêm bên cạnh. Nhưng mà những ai mà chúng ta mới học, chúng ta chưa thuộc cái ngũ hành của các địa chi thì chúng ta để sẵn cái bảng ngũ hành của các địa chi, sau đó chúng ta viết vào đây để chúng ta án cái lục thân cho nó dễ. À, ví dụ Tý là anh Thủy đúng không? Sửu là Thổ, Dần là Mộc, Mão là Mộc, Thìn là Thổ, Tý là Hỏa, Ngọ là Hỏa, đây là Thổ, Thân là Kim, Dậu là Kim, Tuất là Thổ, cuối cùng Hợi là Thủy. À, bây giờ chúng ta sẽ viết cái ngũ hành ở bên cạnh này. À, như vậy giờ ví dụ Dần là Dần Mộc, Thìn là Thìn Thổ, Sửu là Sửu Thổ, Hợi là Hợi Thủy, Dậu là Kim. À, chúng ta viết bên cạnh đó để chúng ta làm. Sau khi mà chúng ta viết được cái ngũ hành của các cái địa chi rồi thì bây giờ chúng ta tiếp tục là chúng ta bắt đầu so với ngũ hành của quẻ gốc, đúng không? Ngũ hành của quẻ gốc bây giờ ta hiểu được là ta này, ta mang ngũ hành là Thổ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi so. À đây chúng ta có Tý là Thủy này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi so này. Như vậy nhắc lại, ta ngũ hành là Thổ, ở đây cái địa chi là Tý, ngũ hành là Thủy, đúng không? Chúng ta so với mặt ngũ hành thì ta có thể, mình có thể rằng là Thổ nó sẽ khắc Thủy không? Thổ khắc Thủy tức là Thổ là ta, đúng không? Ta khắc cho Thủy là tức là ta khắc nó, ta đi khắc nó, mà ta khắc nó chúng ta nghĩ đây, ta khắc nó là Thế Tài, đúng không? Như vậy ta khắc nó thì nó chính là Thế Tài. Như vậy lúc này hào Kỷ Thủy đóng vai trò là Thế Tài. Tiếp tục chúng ta đến hao Dần Mộc. Dần ngũ hành là Mộc, ta lúc này là Thổ. Như vậy chúng ta sẽ thấy được rằng Mộc khắc Thổ tức là ta sẽ bị khắc, ta sẽ bị cái hao này khắc. Mà ta bị khắc tức là cái này là khắc ta, cái này khắc ta tức là quán Quỷ. Như vậy Dần Mộc sẽ là quán Quỷ. Thìn, tương tự Thìn là Thổ, Thìn ngũ hành Thổ, ta ngũ hành cũng là Thổ. Như vậy hai cái này là cùng ngũ hành với nhau. Như vậy cùng ngũ hành với nhau, cùng ngũ hành với nhau thì gọi là huynh đệ, cho nên là Thìn là huynh đệ. Tương tự Sửu, Sửu cũng là Thổ, Sửu là Thổ, ta cũng là Thổ. Như vậy hai Thổ gặp nhau cùng ngũ hành cho nên Sửu là huynh đệ. Tiếp tục Thủy, Hợi Thủy, ta là Thổ. Như vậy Thổ sẽ khắc Thủy, Thổ khắc Thủy thì Thủy này tức là ta khắc nó là thế tài.
tức là cái mà ta khắc là thế tài. Tiếp tục là dầu kim, ta luôn luôn là thổ, nếu mà dầu kim như vậy thổ sẽ sinh kim, à thổ sinh kim tức là ta sinh ra nó, thì ta sinh ra chính là tự tôn. À, như vậy là chúng ta xong, chúng ta án được lục thân của cái quẻ địa thiên thái. Mọi người lưu ý rằng nếu như những ai mà chúng ta thuộc cái ngũ hành của 12 địa chi rồi thì chúng ta xóa cái này đi, nhìn cho nó đỡ rối mắt, đúng không? Chúng ta viết luôn bên cạnh đó, chúng ta xóa thì chúng ta thấy nó đỡ rối mắt hơn rất là nhiều. Thì chúng ta viết luôn là tỷ thế tài dân quan quỷ thiên huynh đệ sử huynh đệ hời thế tài dầu là tự tôn, đúng không? Còn nếu như ai mà mới làm quen chúng ta chưa thuộc thì chúng ta nên viết như thế này để cho cái việc làm của chúng ta nó suôn sẻ. Thì sau này chúng ta quen rồi, chúng ta thuộc rồi thì chúng ta lại bỏ cái dòng này đi, à, bỏ cái cột này đi để cho nó dễ dàng hơn.